Tối ngày 12 tháng 10, sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng giữa tuyển Việt Nam và Ấn Độ trên sân Thiên Trường, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau 13 năm gắn bó. Dù chỉ thi đấu 20 phút trong trận đấu với Ấn Độ, sự xuất hiện của Văn Quyết cũng đã giúp hàng công của tuyển Việt Nam khởi sắc hơn. Tuy nhiên, trận hòa đáng tiếc này đã khép lại sự nghiệp quốc tế của Văn Quyết không được trọn vẹn. Văn Quyết chia sẻ quyết định này xuất phát từ việc anh không còn ở trạng thái thể lực tốt nhất để tiếp tục cống hiến. Anh cho biết, tôi muốn tham dự thêm giải đấu lớn cùng tinh thần và quyết tâm, nhưng giờ thể trạng tôi không tốt, không đáp ứng được. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng tôi khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi mong tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt, các em trẻ sớm hòa nhập. Tôi nghĩ mình đã không còn cơ hội khoác áo đội tuyển. Tôi rất bất ngờ khi được quay lại và thi đấu trước sự chứng kiến cho người hâm mộ. Tôi muốn đá thêm, nhưng giờ là lúc của các cầu thủ trẻ. Tôi luôn đồng hành cùng họ ở bất kể cương vị nào. 18 năm qua, tôi luôn nỗ lực và bóng đá Việt Nam sẽ phát triển, đội tuyển quốc gia sẽ lớn mạnh. Trong 13 năm khoác áo đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết đã thi đấu 55 trận và ghi 16 bàn thắng. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh là pha lập công vào lưới Manchester City trong trận giao hữu năm 2015.